Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020, lễ Giáng sinh, lễ ban ngày. Trích sách tiên tri Isaiah. Đẹp thay cho người giao tin trên núi, người giao tin thái bình, người giao tin mừng, người giao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa người sẽ thống trị. Tiếng của người canh gác, của người đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Jerusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi, vì Chúa đã an ủi dân người, đã cứu chuộc Jerusalem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện người trước mặt chư dân, và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng cùng với cánh tay thanh thiện của Người. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỷ, mừng vui và đàn ca. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rút. Hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là vua. Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Trích thư gửi tín hữu Do Thái. Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cho ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua người con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi người con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài. Người con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta và ngự bên hữu đấng oai nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tuy Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: Con là thái tử của cha, hôm nay cha đã hạ sinh con. Rồi Chúa lại phán: Ta sẽ là cha Người, và Người sẽ là con ta. Và khi ban con một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lại Người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Ngày thánh đã dòi ánh sáng trên chúng ta. Hỡi các dân hãy tới thờ lại Chúa, vì hôm nay ánh sáng chăng hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. Alleluia. Bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và
và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành, trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại, sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác, bởi vì Chúa ban lệ luật qua Môsê, nhưng ân thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Là ánh sáng thật. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Gioan chương 1 câu 9. Suy niệm: trong đêm Giáng sinh, các nhà thờ được trang trí nhiều gam sắc màu rực rỡ của ánh sáng, không phải chỉ để làm cho bầu khí đại lễ Giáng sinh tăng thêm phần sống động, nhưng còn để nhấn mạnh sự thật này: khi ngôi lời trở thành xác phàm, Ngài là ánh sáng thật soi chiếu cho cuộc đời con người. Hài nhi Giêsu nơi mấn cỏ ấy là ánh sáng thật, vì Ngài soi sáng cho chúng ta biết sự thật về Thiên Chúa và về con người. Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, còn con người là những tội nhân được Thiên Chúa yêu thương. Không những thế, khi bước theo ánh sáng của Ngài, sống khiêm nhường và yêu thương mọi người, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối trong thế gian, nhưng sẽ tìm thấy được sự sống đời đời. Mời bạn nhìn vào cuộc sống hôm nay, ta thấy nhiều người thích chạy theo những thứ ánh sáng của thế gian như tiền tài, danh vọng, quyền lực. Và vì có người mãi chạy theo thứ ánh sáng ảo đó, nên bạo lực ngày càng leo thang, sự hận thù, chia rẽ ngày thêm sâu sắc, và bóng đêm tội lỗi cùng sự chết đang phủ bóng trên nhân loại. Nhân loại đang cần đến ánh sáng thật của Chúa để tìm lại ý nghĩa và sức sống cho đời mình. Bạn và tôi, những người khi tôi hữu được Chúa mời gọi chiếu soi cho thế gian ánh sáng thật của Ngài. Sống lời Chúa, mỗi ngày bạn hãy làm ít nhất một việc bác ái để lan tỏa ánh sáng của Chúa cho mọi người. Cầu nguyện: lạy Chúa, xin giúp chúng con mở lòng đón nhận ánh sáng thật của Chúa và can đảm bước theo Chúa, để qua chúng con, ánh sáng của Chúa được tỏa lan khắp nơi. Amen. Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày. Phép lạ Giáng sinh. Hàng năm cứ đến Giáng sinh, hài nhi Giêsu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến. Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra. Đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước. Đó là Bộ trưởng Tài chánh. Tất cả các bác sĩ trong nước đều bỏ tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với hài nhi Giêsu vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng hài nhi Giêsu trả lời với các bác sĩ: không phải ta là người phải làm phép lạ,
nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình, tin tưởng ở lòng người. Hài nhi Giê-xu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng sinh. Cây Giáng sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng. Bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa. Vừa thấy hài nhi đứng trước nhà, họ tưởng ngài là một cậu bé vô lại phá đám, cho nên đã tống khứ ngài đi càng sớm càng tốt. Hài nhi Giê-xu buồn bã bỏ đi, nhưng ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chỗ bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lại lục một chút cặn bã của vinh hoa, lỡ lọc phù phiếm. Hài nhi Giê-xu nghĩ thầm, ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối. Trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây. Hãy như Giê-xu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng sinh. Ngày đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lã không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thểu tiến lại gần người. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiêu nguyễu bên vệ đường, anh mới dừng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương trầm buồn. Bản nhạc bỗng mang lại hy vọng cho hài nhi. Trên môi ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Cô người lang thang phiêu bạc này, cô người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng sinh. Vậy mà cô người ấy có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến. Hài nhi Giê-xu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chánh. Cuộc ghép tim vừa chấm dứt thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát. Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát và sẵn sàng tự hiến cho người. Bài trích sách lễ sống.